Hôm nay tôi kể cho các bạn câu chuyện ở ngoài Hà Nội. Có hai ông bà nhà này về hưu cả rồi. Ông thì ngoài 60, bà cũng ngót 60. Thế một hôm bà mới bảo với ông thế này: ông tệ quá, mấy tháng nay rồi ông mới vào tôi cái, chưa chi ông đã lủi mất rồi. Ông ấy bảo với bà thế này: bà thông cảm, tôi thì có tuổi rồi, xúc giác và khứu giác của người có tuổi nó nhạy bén lắm, nó không như thời trẻ đâu. Thời trẻ thì nó đại đi thôi. Ô bà ấy bảo: thế thì thật thế không? Chả thế là thế nào? Thôi thì bây giờ thế này, nếu mà lần sau mà ông mà có vào với tôi, ông thì cứ báo trước tôi một tí để tôi đón tiếp ông thật tử tế, thật không thể chê vào đâu được. Được, tôi thì thật sự với bà này, hôm nào tôi vào ấy, tôi dùng ám hiệu nhé, bà nhớ tôi ám hiệu. Mà tôi thì hay xem bóng đá, mà chắc hôm nào mà tôi nói về bóng đá thì chắc chắn là hôm ấy tôi vào bà. Bà vâng, để cho tôi biết. Chẳng là thế này các bạn ạ, ở Hà Nội nhà chung cư có 3 phòng thôi, hai vợ chồng và thằng con trai nó chiếm một phòng rồi, đứa cháu gái thì nó giao cho bà một phòng, ông thì trông thằng cháu trai cũng ngót 10 tuổi rồi, thành thử ra là cũng hơi phức tạp. Thế rồi một hôm ông ấy nói này: bà ơi, cái gì đấy ông? Hình như là hôm nay thằng Man nó lại đá hay sao đấy bà này. Bà ấy bảo: ô thế ông, có phải cái thằng Malu không? Có phải, ô thế thì tối nay tôi phải thức để xem đá với ông ấy được. Ừ thế chứ. Chiều đến ơi, bà ấy ra bà nói với ông: ông ơi, mới chưa, tôi tắm rồi ông ấy, tôi lại đính răng rồi, ông bảo đúng bà hâm rồi, tắm thì chiêu thì mới tắm, răng thì tôi mới đánh, nghe chưa? Ông yên chí, tôi còn muốn nước phát rồi đi. Con cháu gái nó nghe thấy nó bảo: ơ hôm nay ông bà có vấn đề gì nhỉ? Đúng là có hai ông bà hôm nay phải có vấn đề gì. Chiều tối nơi cháu nó ra nó bảo: ba ơi, ba cho con xin 50, con sinh nhật bạn con. Bà bảo: bà chả có, cháu ra mà xin ông cháu. Bắt đầu nó mới ra, nó mới: hỏi ông, cho con xin chẳng, con sinh nhật bạn con. Ông bảo: ông về hưu rồi, cướp đâu ra tiền mày xin ông, mày xin thằng bố ấy. Nó bảo: thế thì ông trả cho cháu thì thôi, nhưng mà cháu chưa nói cái chuyện mà cháu nhìn thấy ông Nai Conan béo nhá, đi ở đầu phố, cháu chưa bảo với ba cháu đâu. Cái con này náo, ông còn để là cái thằng bố mày. Ừ thì ông trả cho cháu thì thôi, nhưng mà cháu sinh nhật bạn bè nó đến qua nó qua kia, nhưng mà cháu thì nói nhỏ với ông thôi nhá, hình như hôm nay thằng Man nó lại đá sao đấy ông. Ui cái con này mười được. Thôi cháu cầm lấy 200 đi sinh nhật để vui vẻ với bạn nhé cháu nhé. Thôi đừng có nói gì cái chuyện bà đặt béo cho bà cháu biết mà khổ ông đấy nhá. Vì thế tôi không biết, coi là bà cứ trằn trọc mãi chả ngủ được. Sáng hôm sau bà ấy bảo: ông tệ quá, suốt đêm qua tôi cứ trằn trọc mãi ngủ mà chả thấy ông vào tí nào. Ông bảo bà không nghe nào,
chiến thuật nó lộ mắt rồi thì đến bố tôi cũng chả dám xuất kích. Thế thì bây giờ tôi thật bà này, hôm nào mà bà có thích tôi đưa bà đi nhà nghỉ. Bà đi nhà nghỉ thì đi. Thế bà lại hỏi câu này, nhà nghỉ thì hết có nhiều tiền không ông? Ông bảo cháy là bao nhiêu. Tiếng đầu tiên thì hết 50, tiếng thứ hai thì 5,000. Bà ấy bảo nó kinh doanh cái điều gì mà cũng tiếng đồng hồ mà đăng thì 50,000, đăng có 5,000. Mà tôi biết đâu đấy, bà đi mà hỏi cái thằng nhà nghỉ. Bà ấy mà nghĩ thế nào bảo, ôi thôi đúng rồi, chắc nó ông lại phải đi có đĩ nào rồi thì không biết giành mạch thế này được. Bà chả đi đi thôi. Bà nghĩ thế nào bà bảo, tôi cứ đi đấy, dạy gì mà tôi không đi. Từ nay trở đi mà tôi đến nơi là tôi có khi tôi điều gà này tắm 10 ma xoa một mình ông tôi trả chung. Từ nay tôi không chung tài khoản, ông tách tài khoản lại cho tôi đi. Bởi tiền của tôi ông bà ông thì cứ mày dâu nhận rồi áp, còn mấy ông cứ đi suốt ngày ông bỏ mặc cho tôi chả chịu như thế đâu, tôi kiên quyết không chịu đấy. Chính thức là các bạn ạ.